Rồi, hello các bác. Nay kênh âm thanh Đặng Duy Audio xin gửi tới các bác một con ly đến từ hãng Marang. Em nó có tên là Marang SR7001. Rồi, trước tiên thì mời các bác xem qua cái hình thức của em nó. Máy thì đấu giá từ Nhật về. Con này thì được thiết kế là mặt phay nhôm xước. Màu này có thể nói là màu vàng mỡ gà nha các bác. Nó không phải là vàng chanh. Thiết kế của Marang rất là đặc trưng ạ. Tất cả đều là làm mặt phay nhôm xước hết ạ. Đây các bạn, Marang SR7001. Rồi trong cái núm inbus chuyển đường và núm volume, nó có hai cái đèn led màu xanh rất là đẹp đây các bác. Nắp cốp nhẹ nhàng và êm ái. Rồi phía trong nắp cốp, thì gồm có các phím này, sực râu mod chuyển các chế độ nhạc. Auto sẽ đưa các bác về stereo 2 kênh này. Menu setup, các phím điều hướng. Enter. Con này có thể chơi A cộng B đây các bác. Đây speaker A cộng B, B, A cộng B, off, A. Rồi, đầy đủ hết các tính năng nha các bác. Con này size khá là cao lớn ạ. Đây gang tay của em, con này nó cao tầm 19, ngang là chuẩn 43 và máy nặng tầm 15kg nha các bác. Hàng về thì em gửi kèm các bác cây remote Marang. Đấy, bát chép thì các bác có thể chỉnh trên remote. Đây các bác, bát chép. Đặc biệt con này nó có chế độ như này, chế độ 2 cân này, chế độ 7 cân. Các bác khi các bác muốn chỉnh bát chép thì các bác vào menu. Menu setup các bác tìm xuống phần equalizer này nha các bác. Em đang set equalizer này. Đó. Equalizer. Thì equalizer con này nè có đầy đủ. Đây các bác nhìn lên màn hình. Đó, em xuất hình ảnh lên trên màn hình như này. Equalizer cho 7 kênh riêng biệt nha các bác. Em đã setup sẵn nha các bác hết rồi. Đó, đầy đủ cơ bản. Và các bác có thể setup lại sau. Và các bác muốn chỉnh bát chép thì các bác phải tắt cái phần equalizer này đi ạ. Đây các bác. Đây. Off vào đây này. Off vào đây. Thì khi đó các bác mới chỉnh được bát chép đây. Đây, bát chép cộng chiều sáu. Ok nha các bác. Rồi, khi các bác mở qua đó, mở là kích hoạt chế độ equalizer thì trên remote các bác sẽ không chỉnh được. Đó, các bác sẽ không chỉnh được bát chép. Đấy, chỉ một lưu ý như vậy cho em thôi. Còn lại là ok hết. Vẫn sẽ rất bình thường như mọi con âm ly khác nha các bác. Rồi, tiếp theo, nắp máy. Đây các bác thấy, con này nó quá đẹp. Con máy quá đẹp à. Chỗ này chỉ dơ thôi, đã em lau một cái nó hết ngay. Không chảy chuột và không cấn móp gì nha các bác. Tem mà còn nguyên si đây. Rồi đây, em đã đang test luôn cả HDMI. HDMI vào, ra, quang optical. Đây các bác, quang optical. Dòng này thì có RAW đầy đủ nha các bác. Đây, RAW để các bác làm giải mã. Mấy con Marang với lại dòng Pioneer làm giải mã tiếng khá là mượt nha các bác. Rồi em nó chơi súp điện. Đây, màu tím các bác. Các cặp loa đây ạ. Cặp loa đây. Đây thì em đang đánh nè. Với A ở trên này. Front A này. Front B nằm ở dưới đây các bác. Rồi tới center. Và các loa vệ tinh nằm xung quanh. Cuối cùng là tên của em đó. Marang SR7001. Điện 100V và công suất 740W. Con này công suất khá là lớn. Đây các bác thấy. Một con máy công suất lớn như vậy mà giá chỉ có hơn 3 triệu. Quá là rẻ rồi các bác. Rồi. Bác nào yêu em đó thì cứ alo hoặc là inbox cho em nha. Số điện thoại của em 0799100001. Rồi bây giờ mời các bác nghe qua em nó đánh thêm một tí xíu nữa rồi em kết thúc clip tại đây nha các bác. Còn ai gì người hỡi khi mây đen bay về mịt mờ che lối. Còn lại gì bên anh đây khi người đã xa xa thật rồi. Nếu mai đây để ta lại không có nhau, xa nhau thật rồi.
Ma Răng thì là nổi tiếng về chất âm mềm mại mượt mà rồi các bác. Bạn nào yêu thích nhạc nhẹ, nhạc vàng, bolero thì nên chơi em này, quá là hợp lý à. Rồi, em xin được kết thúc clip tại đây. Nếu các bác thấy clip của em hay, bổ ích cho em xin một like nha các bác. Và nhớ nhấn vào nút subscribe theo dõi kênh âm thanh của em để có thể theo dõi thêm những clip tiếp theo ạ. Rồi, bye bye các bác.